ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hội cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao. Điệu tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tim. Xuân sang hoa mơ nở trắng, tiếng khen môi xuân sang gọi bạn. Bếp nhà sàn thối hồng tình yêu lứa đôi. Suối chưa? Ra rồi, suối rồi. À thế hả? Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Ban nãy em nhìn thấy một cái đám trẻ bọn thanh niên ý. Vâng. Em thấy là chúng nó cứ đi kiểu nó như thế này này. Thế là em nhìn thấy thằng Hạt nhà bác á. Mà cái thằng đấy nó hư thế này. Nó nhìn thấy em nhá. Nó trợn trừng mắt lên như thế này này. Nó nhìn này, cô, nó không thèm chào em. Ôi cô, nhưng dạ. Mà nó đi đảo nhẹ hay là nó đảo mạnh này hả cô? Khổ lắm rồi, nói chung là nó cứ đảo như thế này. Ôi, thì có cái rồi. Gì đâu. Nếu như qua cách tả của cô ấy, vâng. Thì là chắc là thằng Hạt nó say lắm rồi. Đấy. Cho nên nó không chào cô được, chứ không phải là cháu nhà tôi nó hỗn đâu. Ôi giời, nhưng mà em nói thật lòng với bác nhá, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác dạy con như thế là không được. Khổ. Đấy, nó hư quá. Nhìn người lớn mà không thèm chào hỏi là hư quá. Cô cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi còn gì nữa. Bố cháu thì mất sớm, có một mẹ một con, cho nên là đôi khi nó cũng... Cầm, bác thế nghĩ là nhà em không giống bác à? Nhà em cũng một mẹ một con đấy. Thế mà bác nhìn thằng Đỗ nhà em chưa? Nó ngoan thế còn gì nữa. Đấy, đúng cô không? Thằng Đỗ ngoan thật đấy. Đấy. Cô ơi, nhưng bây giờ phải làm thế nào hả cô? Thôi thế này bác ạ. Em nói thật lòng với bác, như cái thằng Đỗ nhà em ấy thì chả nói giấu gì bác, ngày xưa ấy nó cũng hư lắm. Thế ạ? Nó bướng lắm. Đấy, thế nhưng mà nói chung là em có cách. Em có cách. Phải có cách hả cô? Vâng, phải có cách. Ôi giời, cách gì cô ơi cô? Thì cô bắt hộ tôi với chứ. Thì, bây giờ con cái như này thì hỏng hết. Được rồi, bác yên tâm. Vâng. Em sẽ giúp. Cái chuyện này á, mình phải tìm đúng thầy, đúng thợ cơ. Ôi giời ơi, phải đúng thầy, đúng thợ cơ. Vâng. Nhưng mà như thế nào? Ôi giời. Đi vào trong kia, em nói chuyện. Rồi, để tôi bơi, bê dùm cô luôn. Cái gì đấy? Đi đâu? Con đi đâu kệ con. Thì bây giờ mày hãy nhá. Uống thuốc bổ vào rồi đi đâu thì đi. Thuốc bổ? Ừ. Không uống thuốc bổ đâu, uống rượu thôi. Được rồi, uống thuốc bổ xong rồi uống rượu. Gì uống? Gì uống? Thuốc bổ khó uống thế. Thì thuốc bổ thì nó mới khó uống. Không ngon bằng rượu. Tôi đi đây. Cô quả ơi. Đây, cô đây. Cảnh á. Vâng ạ. Cô. Kìa gấp. Làm sao mà vội vội vàng vàng thế hả cháu? Cô ơi, còn phòng không cô? Phòng gì? Phòng cộng đồng ạ. Ôi trời ơi, phòng gì chứ phòng cộng đồng à? Này, ở đây nhá, phòng cộng đồng nhà cô là to nhất đấy. Thế tốt quá cô ạ. Khách ở đâu đây? Khách ở đoàn làm phim dưới Hà Nội lên cô ạ. Ôi trời ơi, phim gì đấy? Phim Niềm Tin Của Núi. Ôi, nghe hay thế nhỉ? Vâng. Này, dạ. Cô hỏi, phòng cộng đồng họ ở bao nhiêu người? Tầm khoảng 30 người cô ạ. Ôi trời ơi,
40 người cũng ở được ấy chứ. Ui, thì tốt quá. À, nhưng mà cô ơi, có phòng riêng không ạ? Phòng riêng làm gì? Ui, đạo diễn là yêu cầu phải ở riêng. Có cả đạo diễn à? Vâng. Ở riêng á? Vâng. Ôi, ở riêng làm cái gì? Lên trên này nhá, đi du lịch nhá, phải ở chung với cộng đồng mới vui chứ. Ừ, này. Không được. Đạo diễn yêu cầu ở riêng, người ta ở riêng thì người ta mới sáng tạo nghệ thuật được chứ. À, à, vâng, phải sáng tạo nghệ thuật phải nhỉ? Sáng tạo nghệ thuật. Ờ, nhưng mà hết rồi. Ờ, Cánh. Dạ. Đi đâu đây? Cháu sang homestay khác. Ừ, cái thằng hơi này nữa. Sao lại sang homestay khác? Đưa khách đến đây cho cô thì phải từ từ để cô tính đấy chứ. Vâng. Hỏi cái đi luôn đi. Thì cô tính nhanh hộ cháu cái. Nhưng mà còn đúng một phòng thôi. Nhưng mà phòng đấy thằng Hạt nó đang ở mấy ngày rồi. Ui, Hạt à? Cô bảo sang nhà cháu ở mấy hôm? Ở mấy hôm à? Vâng. Ở thì được, nhưng mà không được rủ nó đi chơi đâu đấy nhá. Ui, cô nói thế nào, cháu có bao giờ rủ nó đi chơi đâu. Nó toàn đi chơi với thằng Thạch, thằng Sùng thôi. Ừ, thôi bây giờ, lên đi. Vâng. Rủ nó dậy nhá. Vâng. Ừ, xong rồi đưa đồ của nó sang bên nhà cháu. Vâng, đi, vâng, đi, vâng. Khách Hà Nội lên chơi. Ôi, còn đoạn làm phim nữa chứ. Cái gì nhỉ? Niềm tin của núi à? Ôi giời. Hay Hà ơi. Rồi, ôi giờ này vẫn còn ngủ. Này, dậy lên sang nhà tao mà ngủ. Hạt. Cái thằng này. Hạt ơi. Hạt. Hạt ơi. Hạt. Hạt. Mày làm sao ấy hả Hạt? Hạt. Cô Quả. Cô Quả ơi. Cô Quả. Cái gì đây? Ôi đồ ơi cô ơi. Thằng Hạt nó bị làm sao ấy cô ạ? Làm sao? Nó ngất rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Hạt. Ôi trời ơi con tôi. Hạt ơi, tỉnh dậy đi Hạt. Mẹ ơi, con ơi. Cô Quả ơi, nhanh lên cô ơi. Ôi trời ơi, Cảnh. Anh cõng thằng Hạt đi ra chăm cấp cứu nhanh lên. Vâng, 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 vâng. Ôi trời ơi, Hạt ơi, con ơi. Hạt ơi, con của mẹ ơi. Ôi, con làm sao đến đây? Hạt ơi. Hạt ơi, tỉnh lại đi Hạt. Hạt ơi, con tỉnh dậy đi Hạt ơi. Hạt ơi. Ôi, con tôi. Ôi, con trai của mẹ Hạt ơi là Hạt ơi. Cô cứ bình tĩnh cô ạ. Ôi con ơi. Bác sĩ. Cô ơi cô cứ bình tĩnh lại đi ạ. Trong đấy có bác sĩ rồi. Cô cứ ngồi xuống. Trong đấy có bác sĩ rồi cô cứ yên tâm. Dạ chào bác sĩ ạ. Bác sĩ. Ai là người nhà bệnh nhân Hạt? Dạ tôi ạ, tôi là mẹ đẻ của cháu ạ. Chị phát hiện ra những cái biểu hiện của bệnh nhân như là đờ đẫn, dạ, rồi cử chỉ chậm chạp này lâu chưa? Dạ, thời gian gần đây tôi thấy cháu có chậm chạp, có thở thẫn ạ. Nhưng mà tôi cứ tưởng là bùa đã hiệu nghiệm. Bùa gì hả chị? Dạ, bùa giữ chân ạ. Bùa giữ chân? Sao chị lại tưởng vậy? Dạ. À, thế này chị ạ, bệnh nhân Hạt là có biểu hiện sử dụng thuốc an thần dành cho người trầm cảm một thời gian khá dài. Theo xét nghiệm thì chúng tôi thấy rõ là như thế. Trong khi bệnh nhân lại không bị mắc bệnh trầm cảm. Nên là ảnh hưởng rất nhiều đến các tế bào thần kinh, não bộ có nhiều vấn đề đấy. Nếu hôm nay mà chị không kịp thời đưa đến ý, thì chưa biết hậu quả thế nào đâu. Ôi dồi ôi, khổ thân con tôi quá. Thế mà tôi cứ tưởng là cái bùa giữ chân nó có hiệu nghiệm. Cô nói bùa ngải là thế nào ạ? Dạ thưa bác sĩ, bà hàng xóm ấy, bà thấy thằng Hạt nhà tôi nó cứ hay chơi bời lêu lồng, mà suốt ngày tôi cứ phải khổ sở đi tìm. Bà có mách cho tôi là có một thầy rất là cao tay ở trong núi sâu ấy ạ. Và tôi cũng đã lặn lội vào tìm gặp thầy. Sau khi thầy lễ đạt cho xong, có đưa cho tôi một gói thuốc và nói đấy là bùa giữ chân. Vâng. Theo như lời thầy dặn, hàng ngày cứ cho cháu uống, chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn ạ. Không ngờ đâu là như thế này. Thôi được rồi, giờ chị cứ để cho bệnh nhân nghỉ. Lát nữa chị qua phòng tôi, tôi sẽ cấp cho chị đơn thuốc và lời dặn dò. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Mà tôi góp ý này, con hư ấy, thì phải có biện pháp để giáo dục. Sao lại tin vào việc bùa ngải để dạy con bao giờ? Chị mà làm như thế, có ngày mất mạng như chơi đấy. Dạ vâng ạ. Tôi hiểu ra rồi ạ, tôi ân hận lắm ạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Lát nữa rồi hãng vào thăm bệnh nhân nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn Mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hồi cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao. Điệu tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tiếng.